Ê, lên cho xem này hay lắm. Màn zin xem được YouTube. Mới à, mới à? Mới mới mới. Mới mua bốc đúng không? Không, bốc biết gì. Kiếm con điện thoại Android nhá. Tôi cài được, xem được YouTube. Nghe được MP3 không? Kết nối Android đây à? Ừ thì cái cáp này là cái cáp nguyên bản theo máy thôi, dây Từ sạc từ thôi. đi, từ đi. Ấn vào đâu? Ấn Đấy, vào tôi đây à? mở nhạc cho bạn nghe trước nhá. Mở nhạc đi xem nào. Mở nhạc Tuấn Hưng qua MP3. Chắc chắn rồi, Có đặt ra yêu lệnh giọng cầu nói dựng à? MP3 phát Ra lệnh Tuấn giọng Hưng qua nói này, MP3. xe di chuyển các thứ vẫn xem bình thường, không bao giờ phải lo kéo hay hạ phanh tay giống Tuấn Hưng mình ơi, ấy. Tuấn Hưng ơi. Dĩ nhiên rồi, ở đây nghe trong xe không phải lên ban công. Hay Bạn quá nhỉ. test cái YouTube đi, Google Maps này quá ngon Đây không là phải map rồi đúng test. không? Đây là YouTube đi. Ấn vào đây YouTube à? không quảng cáo. Không quảng cáo luôn á. Ra lệnh giọng nói. Ra lệnh như nào? À, ấn vào đây thôi, mic như thế. Mở bài cô đơn trên sofa. Úi Ngon không? được luôn nhỉ. Bạn thấy không? Không cần bóc, phí tiền mấy triệu. Đấy, mỗi một cái điện thoại thôi mà chỉ cần một cái điện thoại cùi cùi thôi là xem được. Nhưng mà cái này cái mất bao tiền đấy? Người ấy thì giao hữu lưu hữu nghị mấy lít tùy thái độ. Mấy lít chơi luôn, kể cả là 999 luôn. Thôi là không đến mức đấy đâu, qua tôi đi. Ở Ok. ri đồ uống luôn, cà phê trà đá các kiểu không, nước cam nước chanh nhá. Ok, mai tôi qua bạn luôn. Còn không qua được, anh em nào thích cài từ xa cứ bảo nhá, cài online được luôn.